Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với TechMag, mình là Hồng Nhi. Và có thể là các bạn đã biết là 600 triệu điện thoại phổ thông được xuất xưởng trong năm 2017. Và ngay cả ở một đất nước chuộng điện thoại thông minh như Mỹ, đã có tới 12 triệu chiếc điện thoại phổ thông được bán ra trong năm ngoái. Và theo báo cáo của Counterpoint Research thì vẫn còn khoảng 1,3 tỷ người dùng điện thoại phổ thông với những công nghệ đã cũ, và họ cần được tiếp cận với những dịch vụ tiện ích hơn, thông minh hơn. Liệu thì nền tảng Android Go có thể là câu trả lời cho việc tiếp cận thế giới công nghệ mới của những người dùng trên, hay một cái tên mới nổi khác đó chính là KaiOS? Trong khi cả thế giới đang dành sự chú ý cho một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa iOS và Android, thì một cuộc cách mạng thầm lặng đã diễn ra với cái tên đó là KaiOS. Năm 2016, KaiOS được phát triển dựa trên dự án gốc của Mozilla, một công ty đứng đằng sau của Firefox OS, và nhanh chóng xuất hiện trên 30 triệu thiết bị tại Bắc Mỹ và Ấn Độ. Đây là một nền tảng di động thế hệ mới tương thích với mạng 4G, hỗ trợ nhiều tính năng và nhiều ứng dụng thông minh, chính là những nhân tố giúp cho phần còn lại của thế giới, những người chưa có điện thoại thông minh được kết nối. Hãy nhìn sang các nền tảng di động khác như là Windows Phone, rồi Windows 10 Mobile nè, BlackBerry OS chìm dần khi mà KaiOS lại bùng nổ và lớn mạnh. Và sự phát triển của nền tảng này thì được cam kết đầu tư bởi chính những ông lớn nhanh trí như là Google, Facebook và Twitter. Hỗ trợ những ứng dụng Google, nền tảng này thì đã có thể đồng bộ email nè, lịch biểu hay là danh bạ, chưa kể đến là việc hỗ trợ trợ lý ảo, bản đồ và tìm kiếm. Facebook và Twitter hiện đang là hai trong số những mạng xã hội phổ biến nhất thế giới, và thời kỳ vàng son của KaiOS sẽ đến khi mà nó được hỗ trợ bởi những cái ứng dụng phổ biến khác như là WhatsApp. Vậy thì KaiOS là gì? KaiOS là một hệ điều hành di động dựa trên một phần của Firefox OS, nhưng mà được phát triển theo hướng mạnh mẽ và mở hơn, và được xây dựng bởi HTML5, CSS và JavaScript. Từng là niềm hy vọng lớn của Mozilla, thì Firefox OS là một hệ điều hành nhỏ gọn, sử dụng Linux và các chủng web để cho phép điện thoại phổ thông làm được nhiều thứ hơn. Nhưng mà chiếc Nokia cục gạch không thể kết nối 4G hay là hoạt động đa nhiệm, Firefox OS thì giúp cho điện thoại phổ thông làm được điều đó, tương đương với những chiếc Android giá rẻ. Nokia thì cũng đã đầu tư rất là nhiều thứ cho dự án có tên là Meltemi với mục đích tương tự, nhưng rồi thì cũng không thể tiếp tục sau thương vụ với Microsoft. Không cần quá nhiều sức mạnh phần cứng, KaiOS có thể chạy mượt mà trên những chiếc điện thoại chỉ với 256 MB bộ nhớ. Điểm tuyệt vời hơn là KaiOS hỗ trợ những cái tính năng tiên tiến như là 4G LTE nè, Wi-Fi nè, NFC nè, ứng dụng và những cái cửa hàng ứng dụng, hai SIM, bàn phím QWERTY, và người dùng không phải học lại cách sử dụng từ đầu. Ý tưởng phát triển đằng sau KaiOS chính là mang tới những cái tính năng thông minh lên những thiết bị phổ thông với giá rẻ, dễ chịu, và nó gợi cho chúng ta về một cái hệ điều hành đó là Symbian cũ của Nokia. Vậy thì KaiOS sẽ chạy được trên những thiết bị nào? KaiOS hiện có trên 30 triệu thiết bị thuộc các khu vực như là Mỹ nè, Canada và Ấn Độ. Theo một thông báo của đội ngũ phát triển hệ điều hành này thì bao gồm các sản phẩm đến từ Doro nè, Reliance, Rio, HMD, Alcatel, và sắp tới đó là Philips, Micromax. Những sản phẩm nổi bật có thể kể tới như là Alcatel One Touch Go Flip nè, Reliance, Rio Phone, và mới nhất đó là chiếc điện thoại ma trận Nokia 8110 4G vừa được ra mắt tại MWC 2018. Với kinh nghiệm của Nokia và thiết bị hồi tưởng của 8110 thì hy vọng là KaiOS sẽ có thêm hàng triệu khách hàng mới. Trên đà phát triển của mình thì KaiOS đang liên tục được phát triển với việc bổ sung những cái tính năng mới nè. Việc phát triển KaiOS thì cũng rất là thú vị khi mà công ty đứng sau nó có văn phòng trên toàn thế giới với mục đích là khuyến khích các nhà phát triển địa phương phát triển ứng dụng cũng như là cung cấp nội dung bản địa cho nền tảng này. Ví dụ như chiếc Rio Phone hỗ trợ 22 ngôn ngữ và thổ ngữ ở Ấn Độ. Các điểm mới trong lộ trình phát triển bao gồm có thêm những ứng dụng trả phí nè, gọi điện thoại thấy hình, thanh toán thông qua NFC, rồi hỗ trợ doanh nghiệp vân vân. Không chỉ tập trung ở thị trường điện thoại mà KaiOS còn được nhắm tới những thiết bị đeo cho trẻ em và người già, tương tự với nhà thông minh và xe hơi. Trước đây thì khi nhắc đến những chiếc điện thoại phổ thông thì mọi người thường nghĩ rằng là chúng dành cho những đối tượng có thu nhập thấp, người già hoặc là trẻ con. Tuy nhiên thì chúng đang dần tìm những cái chỗ đứng vững chắc bên cạnh những chiếc smartphone. Ngày nay thì nhiều người lựa chọn có thể có thêm một chiếc điện thoại phổ thông như là một chiếc điện thoại dự phòng với thời lượng pin lâu nè. Tưởng tượng bạn có một chiếc điện thoại nhỏ gọn có kết nối 4G tốc độ cao và có thể trở thành điểm phát internet di động thì các ứng dụng cơ bản và pin cả tuần, thì điều đó thật sự là rất hấp dẫn. Có lẽ là trên nền tảng di động thứ ba sẽ là một hệ điều hành với những tính năng thông minh nằm ở giữa phân khúc của điện thoại thông minh và điện thoại nghe gọi. Với những chiếc Android giá rẻ đang được cải tiến dần trong những năm qua, nhưng mà khó để có thể có được những cái trải nghiệm chấp nhận được với những thiết bị mà chỉ có RAM dưới 512 MB mà thôi. Một lý do khác nữa đó là sự phiền nhiễu trước quá nhiều thông báo, gợi ý, nhắc nhở trên những chiếc điện thoại thông minh và người dùng muốn nghỉ ngơi với những chiếc máy vừa đủ tính năng mà thôi. Cũng tại MWC 2018 thì hãng Motorola thông báo về việc phát triển Salifit OS nhắm tới thị trường điện thoại phổ thông 4G. Có thể thấy là KaiOS hay là những cái nền tảng tương tự không hề muốn trở thành một đối thủ của Android hay là iOS. Họ đơn giản là chỉ muốn kết nối với những người chưa được kết nối, giảm bớt khoảng cách về vùng tối và vùng sáng trong một cái thế giới hiện đại, một thế giới phẳng. Với con số 600 triệu điện thoại phổ thông được dự báo tiêu thụ hàng năm trong vòng 5 năm tới và các nền tảng tưởng như đã chết được hồi sinh, thì có lẽ là Mozilla đã từ bỏ cuộc chơi quá sớm. Thay vào đó thì người anh họ Sa, đó là KaiOS, đã tiếp bước trên con đường thực hiện hóa giấc mơ kết nối hàng tỷ người dùng của Firefox OS. Còn các bạn khán giả của TechMag thì sau khi xem video này thì các bạn nghĩ như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!